Chào mừng mọi người đã trở lại Park Channel. Thì như đã hứa với mọi người, mình vừa mới đi lăn lộn ngoài đường về để test camera của con 12 Pro. Và đây sẽ là video đánh giá chất lượng camera của con 12 Pro này trên quan điểm cá nhân của mình. Nên mọi người đừng ném đá nha. Còn bây giờ thì intro nào. Và mình đã trở lại sau khi mình đã thay một cái áo khác. Tại vì cái áo nãy đi ngoài đường thì cũng mồ hôi ra tương đối nhiều ấy, nên nó cũng... Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem lại những hình ảnh mà mình đã chụp lại được trong mấy ngày qua. Đây, và đây là những bức ảnh đầu tiên. Đó là gọi là ánh sáng, gọi là ổn định nhất, nhiều ánh sáng nhất, ánh sáng bình thường đấy. Đấy, thì các bạn có thể thấy là trong điều kiện ánh sáng bình thường á, thì mình không có gì phải nói rồi. Nó lên khá là rõ nét, cả gợn tóc của mình ở đây này nó đều là hiện lên rất là chi tiết, rất là rõ. Tại sao nó lại thấy được cả cái mụn bên này của mình nữa ta? Khổ tôi ghê đấy. Đó, và màu cũng khá là đẹp. Đây hoàn toàn là ảnh chưa qua chỉnh sửa, ảnh chụp xong mình đưa lên vậy luôn. Đấy, các bạn có thể thấy. Ok, và mình cũng có thể thấy là mình mập như thế nào khi mà chụp lên như thế này. Sao em lên hình em bóp mặt anh lại một tí. Mặt quá, chắc tôi phải giảm cân quá. Đây là một tấm mà mình chụp cái tòa tháp ấy lên cao ấy. Khi mà chụp từ xa thì các bạn có thể thấy là chi tiết vẫn được giữ rất là rõ. Những họa tiết mà ở dưới mái nhà, những thanh gỗ chúng ta vẫn thấy rất là rõ luôn. Đấy, họa tiết con chim vẫn gọi là cực kỳ sắc nét, khá là xịn nhờ. Đấy, một số tấm nữa mình chụp khi mà lon ton ngoài đấy. Đây là chụp hai món đồ chơi mình hiện có trong phòng, thì không biết là hai món nó nào đâu rồi ta. Các bạn có thể thấy là ngay chỗ cái viền cổ con mèo và cái túi ấy, chúng ta thấy rõ những cái chấm, cái chi tiết dạng như là may vá mà mình chụp cận như thế này nè, mà nó ra được chi tiết rất là rõ, cũng như là con Iron Man pha kè ở cái vườn chẳng hạn. Đấy, phía trên đầu của nó có một cái lỗ gọi là hơi bị mất sơn đấy, thì cái chi tiết này lên cũng gọi là nhìn rất là dễ ra, nhìn rất là dễ nhận biết. Ok, một số tấm này thì mình xin phép mình bỏ qua, tại vì mình lỡ chụp ở trong phòng á, nó có một cái kính á, chụp ra bên ngoài thì nó hơi bị mờ đấy. Ok, còn đây là tấm mà mình đã chụp ở ngoài phố đi bộ. Bạn có thể thấy là hình ảnh lên rất là đẹp, chi tiết phía sau cũng như cái tòa nhà này, cái kính này cũng như là cái lá cây này thì hiển thị rất là rõ. Nhưng mà màu của nó lên nó lại không được tươi lắm, không được đẹp lắm, mình cũng không hiểu lắm. Và sau đó mình có chụp lại một cái bụi, gọi là bụi cỏ hay bụi cây gì đó kế bên á, thì cái màu nó lại rất là tươi, rất là đẹp. Đấy, mình lại thích cái màu này hơn, trong khi cái màu lá vừa rồi đó, nó lại không lên được cái màu này. Có thể đây là còn là lá non nên là cái màu xanh nó tươi hơn, nó tốt hơn. Còn về đây là vần cam góc rộng, thì các bạn có thể thấy là chi tiết lên khá là ổn. Cái tòa nhà ở phía xa chúng ta vẫn thấy được chi tiết chia ra từng tầng, và cái cây kế bên cũng vậy. Nhưng mà có điều là màu sắc khi mà chuyển qua chế độ cam góc rộng á, mình thấy là màu nó không lên, không được lắm. Kiểu như là hình nó cũng có vẻ hơi tối đi nữa. Như các bạn có thể thấy đây. Và cái tòa tháp của chúng ta nè, các bạn thấy tòa tháp ở tầng đầu tiên á, cái màu vàng của nó lên rất là rực. Và những tầng trên thì nó lại bị sậm màu dần. Đấy, kiểu như là nó lại bắt màu không tốt hả ta? Hay là do là cái mái che của cái tòa tháp thì mình cũng không rõ. Đây là cam góc rộng của nó. Mọi thứ thì mình thấy là ổn, ngoại trừ cái màu lên có vẻ nó không được ok như ý mình lắm. Ok, còn đây là tấm selfie. Selfie thì quá nọng kìa. Dạ bữa chắc tập selfie sao cho không có nọng quá. Đấy, thì đây là cam trước của máy, và cam trước thì cũng rất là rõ, chi tiết rất là rõ, nhưng mà cái lá thì nó hơi nhòe nhòe hơn một tí so với cam sau đấy. Còn ngoài ra thì nọng với mụn của mình thì nó vẫn thấy rõ. Các bạn có thể thấy là cái tóc mình, nó tóc con ấy, nó xù lên và nó bắt rõ từng cọng luôn, khá là ghê. Đây một tấm nữa mình chụp với anh em, nhưng mà hình như là chụp xóa phông thì phải, nó giữ cái mặt mình à, còn mặt hai bên thì nó hơi mờ chút xíu. Đây là tấm có nhiều thứ để nói. Chẳng hạn như là đây là một tấm xóa phông chụp bằng cam trước.
Đấy thì các bạn có thể thấy là nó xóa rất là tốt, màu da của mình lên nó cũng rất là tươi, nó rất là đỏ hai bên cái này nè, đấy kiểu vậy. Nhưng mà cái vấn đề xóa phông ở đây là không biết tại sao khi mà mình đưa cái tay ra phía sau á, kiểu như mình giới thiệu, ừ thấy phía sau nó bị xóa không đó, thì cái tay của mình để ngay cái chân của cô editor phía sau ấy, thì cái chân này nó không biết là nó tưởng là ngón tay của mình hay sao ấy, nó lại xóa kiểu là không xóa hết mà rõ thì cũng không rõ hết, nó kiểu giống như là giờ nó giống như hai cục đen thui á, còn ở trên thì nó màu cam mà. À các bạn coi thì các bạn bình luận coi cái ta này như thế nào chứ mình thấy nó tức cười sao ấy. Cái cam bình thường mình chụp không xóa phông thì các bạn cũng thấy đó là cái chi tiết như là hòn đá này, cái chữ nè tháp đa bảo mình vẫn có thể đọc rõ trên hòn đá luôn, nhưng mà những cái bụi cây kế bên xung quanh ấy thì nó cũng có phần hơi mờ đi. Còn lại thì vẫn rất là rõ, lông mày tóc các kiểu nó hiện chi tiết khá là tốt. Còn phía xa thì có vẻ nó không tốt lắm, nó chỉ kiểu như là nó bắt gần một tí thôi. Ok, và đây là những tấm chân dung chụp ở camera sau của máy. Bạn có thể thấy đó, phía sau background của mình chi tiết rất là nhiều luôn, từ nhà người cây cối thì nó xóa sạch, nó chừa lại đúng mình thôi. Xóa khá là ghê khi mà cái viền tai của mình vẫn rất là rõ và phía sau nó mờ ngay đúng cái viền của nó luôn. Nhưng mà một phần đó là do cái tóc của mình lúc đó gió hơi nhiều nó xù á, thì như là nó có một cái tia ra như thế này và nó bị mất cái cọng đó, nếu mà các bạn để ý thì sẽ thấy đấy, xóa phông khá là xịn sò, hơi bị ghê luôn ấy. Đây cái bụi cây này mình cũng không biết phải nói làm sao nữa, kiểu như là nó xóa một nửa trên thôi vậy á, còn nửa dưới thì nó vẫn rõ, kiểu như là ngay khúc đó cắt ở trên bấy nhầy ở dưới rõ, nhìn nó kỳ kỳ. Có vẻ như xóa phông thì chụp người nó vẫn tốt hơn là chụp cảnh nha. Ok, đây là chúng ta sẽ tới với phần zoom, khả năng zoom của máy. Tấm các bạn đang thấy hiện giờ là không có zoom, ít là một đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ nâng lên đó là hai. Thì các bạn thấy là chi tiết của nó vẫn rất là rõ. Đấy, cờ, nóc nhà, từng cái gọi là cái này gọi là cái gì ta, cái họa tiết ở trên nóc ấy, các bạn vẫn thấy cây nó rất là rõ, kể cả cái trụ thu lôi của cái nhà kế bên. Còn bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp, đó chính là 5X. Đấy, trong khoảng 5X thì chúng ta vẫn thấy rất là rõ nhưng mà có hơi nhòe nhòe một tí, vẫn đảm bảo được chất lượng của hình ảnh. Và tiếp theo là mình lên maximum, khả năng zoom của nó là 10X, thì cái song sắc ở đây mình vẫn thấy được nhưng mà bắt đầu hình nó bị bệt ra, nó bắt đầu nhòe rồi. Ok, và 10X là khả năng tối đa của con iPhone khi mà zoom. Đấy, mình cũng không sử dụng cái zoom nhiều, mình toàn zoom bằng chân không à, nó cứ cầm máy chạy 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 đó, còn bất quá thì mới kéo 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 trong điện thoại ra thôi, mình cũng ít khi sử dụng zoom á. Và đây là phần được Apple giới thiệu nhiều nhất trong sự kiện vừa rồi, đó chính là nhờ cảm biến LiDAR mà chúng ta có thể chụp hình trong điều kiện thiếu sáng tốt nhất đó, gọi là sao ta. Thì anh em trong room á, cũng có lôi con gần la của mình ra để chụp hình trong điều kiện là thiếu sáng và là trầm trọng luôn, nó như thế này nè, hỗ trợ mọi người ơi. Đấy thì không biết là mọi người có thấy mình không, thì tấm hình này được chụp trong điều kiện như thế này đây, và mọi người mời mọi người chiêm ngưỡng nhé. Đó, và mọi người thấy sao? Phải nói là nó khá là đỉnh khi mà mình có thể thấy rõ toàn bộ cái chi tiết như là đề can nè, các chi tiết cơ khí nè, và kể cả chữ ở phía dưới chân nó mình vẫn đọc được rất là rõ. Chỉ có điều là hai ba này chụp hình mà để cái tướng con nhỏ khép 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 mà nhìn buồn ghê luôn, không không kêu mình ra làm cái thế cho nó ngầu ngầu một tí, khá là buồn điều đó. Nhưng mà cái cam chụp đêm này khá là xịn, wow, phải nói là đỉnh. Và một số tấm khác như là mình có chụp ở phố đi bộ cái cây này đó, ở buổi tối thì mọi người vẫn có thể thấy là chi tiết lên rất là rõ, lá nào ra lá đó, nó không bị lẫn vào nhau đấy. Và một số tấm khác như là ở đây, ok đó, thì ở bên vạn đường cũng hơi nhiều đèn tí, cái này cũng hơi khó nhỉ. Đây đây là cái tòa mà gọi là
nhiều hàng quán nhất ở bên phố đi bộ, mình cũng không biết tên cái này gọi là cái gì, nhưng mà các bạn có thể thấy là nó rất là nhiều ánh đèn, kiểu như đèn lồng nè, đèn bảng hiệu nè, cây cối vân vân nè, rất là chá lòa. Nhưng mà khi mà chụp lên á, các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn có thể nhìn rõ đèn nào ra đèn nào, lồng đèn ra đèn, lồng đèn nè, cây ra cây nè, cái kiểu là bảng hiệu đấy, vẫn rất là rõ. Cái cây ở phía dưới nha, nó hơi tối tối nhưng mà mình vẫn thấy được cái lá của nó, khá là xịn đúng không đấy. Ngoài ra thì mình cũng đã có quay thêm một số cái clip kiểu như là để test cái độ chống rung của con iPhone 12 này nó như thế nào. Chào các bạn đã trở lại với Hack Channel. Thì hiện tại hình ảnh các bạn đang xem được quay từ camera trước của con 12 Pro. Và đây là chế độ 4K 60fps, mic thu trực tiếp từ trong điện thoại luôn. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là hiện tại là mình đang cầm tay không, và ở trên màn hình mình thấy khá là rung. Mình cũng sẽ có một cái xuồng gọi là quay màn hình lại để cho các bạn thấy được cái chống rung của nó như thế nào. Đấy, đây. Còn bây giờ thì mình tiếp tục thôi. Và đó là trải nghiệm camera của mình trong khoảng 2 ngày đối với camera của con 12 Pro này. Mình thấy thì hiệu năng của nó có vẻ khá là dư thừa với cái nhu cầu chụp hình của mình. Còn các bạn thấy sao? Các bạn có muốn mình so sánh camera của con 12 này với lại một cái sản phẩm nào khác không? Hãy comment phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng gọi là gửi máy cho một bạn nào đó chụp chuyên nghiệp, thì để coi là cái chế độ chụp chuyên nghiệp của máy 12 này như thế nào. Sẽ kiếm một bạn nữ nào đó, đó chúng ta sẽ làm một bộ ảnh luôn có mẫu nữ chụp chuyên nghiệp với 12 Pro, nên là hãy nhớ đón xem nhé. Đấy, còn các bạn mà có thắc mắc gì nữa hãy comment lại phía dưới luôn nhé. Bây giờ đừng quên like, share và subscribe để mình có động lực ra thêm video nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.